phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ. Nói lặp lại đi, phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ, phấn, phấn, vui, con được cái gì? Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tập tâm đồng đã cầu nguyện cho gia đình con. Vừa qua gia đình con ấy, con có nhiều ơn lắm, con có nhiều ơn, nhưng mà con tóm tắt là cái ơn ông ấy đây. Thầy chồng con là cũng bị bệnh, chứ mà qua mà con đi bệnh. Chồng con bị bệnh gì? Bệnh tim. Rồi. Thế ấy là bị đầu tiên đó là bị té đi xuống bệnh viện Quy Nhơn, bác sĩ là chạy à, té gãy bốn xương sườn và máu ở trần anh mần phổi á, rồi bác sĩ là mổ ra hết á, là các cát bỏ hết à. Cho nên là mấy cô ở gần đó là thấy về con chắc đó là chồng con chắc chết không có sống được đâu, thì con thấy cầu nguyện lòng thương xót đó, mà con không biết lòng thương xót ở đâu. Thì từ đó con cũng nghe tin là lòng thương xót, con cũng về cầu cầu nguyện, mà cầu nguyện cứ đừng ngày con cứ ngắm lên trời cầu nguyện cho lòng thương xót, và Chúa cầu nguyện sao cho chồng con được bớt bình phục gì ở nhà, những người chơi cô nhà cho con đi làm cũng được, còn khổ mấy con không làm được, nhưng mà chồng con bị bệnh giá con chịu cũng được. Thế thì sau một thời gian bác sĩ kêu giờ có tiền nữa không, thì con kêu giờ con hết tiền rồi, thì bác sĩ cứ lắc đầu, thì con kêu chắc bây giờ chắc mình hết tiền rồi, chắc bác sĩ không trả không lo cho mình nữa, thì con cứ xin về thì bác sĩ nói là về thì cứ cho về, nhưng mà lỡ sau này có gì thì ráng phải chịu cho tôi, không có chơi trách nhiệm nữa. Thì con kêu dạ, thì biết cái cầm cái để về đó, về rồi bác sĩ nói thì sau này có tiền là xuống tới khám, nhưng mà con là không đi tới khám, không có tiền là con không đi luôn. Con cũng về cái sau một thời gian cái chồng con khỏe, mà chồng con là không ngồi ở nhà được mà còn đi làm nữa, à, giờ là khỏe rồi. Phải qua một thời gian lâu với vợ chồng trong gia đình với chồng đó, thì hồi giờ thì anh em cũng hòa hợp thôi, mà con cũng nghĩ là chắc là vậy, có cái gì anh em xung đột với nhau là con biết anh em bóng hòa thuận á, thì con cứ cầu nguyện con nói sâu cho anh em hòa thuận đi, chứ giờ tình cỡ mình có tiền mình mua không được, nhưng rồi anh em là ra bất đồng với nhau đó, và em là bánh anh là bánh ông chồng con á, thì con mới nói ông chồng con ông cũng tức, ông tức mà ông lây bệnh tim luôn á thầy cha. Thế là con nói thôi thôi cho anh cũng không tức thì làm gì, thôi để đó em cầu nguyện, từ thời gian là nó cũng thôi qua thôi, chứ giờ mình tức cũng không làm gì, thì con cầu nguyện không biết, con cầu nguyện sao cho anh em được hòa thuận á. Thì trong khi là hòa thuận thì có cũng hòa thuận với ai được hòa thuận rồi cha. Tôi là được hai ơn, nghĩa là ơn chồng tôi bị té, bị tim, bị gãy xương, đem vào bệnh viện và chữa trị mãi không khỏi. Cuối cùng thì không còn tiền nữa, bệnh viện trả về và phải lần giấy cam kết đó là không chịu trách nhiệm nữa. Và cô ấy được người ta mách về cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cô đã cầu nguyện miết, nhớ chữ miết nha. Trong bài tin mừng Chúa bảo cứ lì đó ra mà cầu nguyện, đó là giọng của người Bắc. Còn người đây là người Bình Định, con là dân gì Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, rồi Quảng Ngãi thì là miết, cầu nguyện miết hè, cứ cầu nguyện miết hè, đấy cầu nguyện là phải vậy, như vậy phải cầu nguyện miết hè, chứ còn người cứ cầu nguyện mà cứ mình nếu mà không cầu nguyện miết mà cầu nguyện sơ sơ thì tiếng nghe Quảng Ngãi con gọi là cầu nguyện gì? Dạ con cầu nguyện là Chúa Giêsu con tiếng thấp của Chúa là con là đạo gì? Con đạo Phật. Đạo đạo Phật mà lại lấy Chúa Giêsu con tiếng thét vào Chúa, cầu nguyện miết hè. Vậy mà Chúa ban ơn, đó là cái ơn mà chồng tôi được. Ơn thứ hai là cũng như nãy tôi nói là cái ông 80 mấy tuổi mà mấy đứa con tranh giành của cải, thì đây mấy anh em cũng tranh giành bất hòa với nhau. Cô lại nói với chồng cô là em cầu nguyện miết hè, nhờ miết hè đó mà anh em gia đình đã hòa thuận lại với nhau. Dạ, nhưng mà đã hòa thuận lại với nhau. Rồi, hallelujah. Xin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Đây, gửi tặng cho cô đạo phẹt một cái máy 370 giảng để cô cầu nguyện miết hè nha. Nhớ, anh chị em nhớ phải kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phải cầu nguyện miết hè, nhớ các lệnh.
nhớ thì mày nó làm cái cầu nguyện, có lơ mơ gì cầu nguyện mấy tí tí là xin không được, kêu không được, phải cầu nguyện miết thẻ, phải cầu nguyện miết thẻ, phải cầu nguyện miết thẻ, đây miết thẻ xuống miết thẻ. Rồi mời mấy bé lên đây, tổ nghiệp mấy bé, con bé nào không khóc vẽ được, ba và mẹ bế ba đứa con lên đây, mọc. Rồi con được.